khá là nhiều chúng ta khai thác cái nổ, còn đồi núi khai nổ của chúng ta là chúng khai thác bây giờ ta chúng tôi sẽ phá làng để kiếm khu vực để hình thành không? Bảo có mối có mua quần áo đâu mà được dụng dụng bảo có. Trời ơi, ngươi nói chắc ta ngồi đang chờ, ngươi nói chắc ta xỉu quá. Thầy ta mới ăn tạm không? Đại ca biết rồi, ý con nói là đại ca mới ăn tạm cho con kiếm con không? Dạ. Ừ, đó là đại ca hiểu thằng kia thằng tử đệ của ta nó sợ ngươi hết rồi. Nó tưởng người nó không cao, ai ngờ ngươi là gì? Do tử đệ làm thu mua gõ gió đi, ta sẽ làm rác thấy để cho mấy trong lành tạo ra chúng ta sẽ bắt về ăn thịt. Ok, đại ca. Mình sẽ nhốt chúng ở đây rồi sau đó chúng ta sẽ hành hạ bọn chúng không con? Dạ. Rồi con, em đây con cầm cái đai giùm đại ca. Dạ. Rồi ta thích chúng là đại ca bây giờ mình tính sao sao cái gì hả con? Giờ mình tính sao hả con? Được rồi. Chúng ta nhốt chúng nó đây, bây giờ chúng ta sẽ hành hạ bọn chúng để cho chúng biết thế nào là tập phá rừng và mà phá đồi núi. Dạ. Các người theo ta, ai mà chạy ra ta sẽ chém chết. Đi tôi đợi. Giờ chúng ta sẽ bắt chúng trồng cây cho hai con để sau đó rồi để đại ca nó nghe nè, để ca qua đại ca nó nghe. Sau đó chúng ta giờ chúng ta bắt chúng trồng cây rồi hả, chúng ta ăn thịt chúng ta. Ok đại ca. Bây giờ tiểu luyện sao đại ca? Được con hả? Dạ con đi lên cái kia con canh đi. Dạ. Để ta sẽ canh gác bọn chúng, có gì ta sẽ làm tình làm thịt chúng trồng. Rồi tiểu đại đi đi, để ta canh gác mấy người này cho, có gì có ai đến thì con tiểu đại vô tao báo cho đại ca nghe chưa. Dạ, ok. Bye bye. Bye bye. Còn ba ngươi nè, ba ngươi hãy tầm lùng cho ta. Hả, cái cây này mà không có rễ hả con? Cây không rễ, tại sao thấy người ta tầm cây vẫn không có rễ mà. Các người cứ tầm đi. Cây nào mà không sống ta sẽ làm thịt người đó trước. Các người trồng nhanh lên, trồng bên này. Tại các người chặt khá lượng cho nên giờ bọn ta có ngày ra nắng, ta còn thấy
được ta đen không? Hết hồn sao đại thánh đánh thằng em tôi vậy? Đại thánh hãy tiếp chiêu ta. Để xu đi cứu mấy cô đi để yêu quái này đại thánh đánh cho. Dạ. Yeah. Quái tên yêu quái kia người hãy xem đảo đại thánh ta đây. Chờ tao uống nước cái đã, khát nước quá. Đại thánh cho tôi uống nước với, tôi khát nước quá. Ngươi đòi uống nước hả nè? À, đại thánh chơi xấu quá. Đánh yêu quái này thật là ngu ngốc quá. Bị đại thánh đá một cước. Thôi ta đi cứu các em nhỏ đây. Cái ba yêu quái ngu ngốc kia. Là cái tên bị quá chi ngốc mà mấy con của con này vô ẩn tội hả con? Dạ. Rồi chúng ta được cứu thôi. Con bị nhốt đây có bị trúng hành hạ vậy con? Dạ con.
vậy ta? Đó tên yêu cua quá thì ba chọn à. Sao không ăn thịt lại bắt thôi. Để con đi theo đại thánh thì đi về con ơi. Con ta đi, đi đi con. Cái tên yêu quá này á, ta đã đánh bại rồi, chúng tôi yên tâm đi. Ta về thôi đi. Dạ.